Đức Chúa Trời đến thế gian để hầu việc. Tấm lòng hầu việc lẫn nhau chớ không muốn được hầu việc là tấm lòng Đức Chúa Trời đẹp ý. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta giáo huấn hầu việc lẫn nhau. Trong đó chứa đựng tình yêu thương của Đức Chúa Trời muốn tôn chúng ta lên trên nước thiên đàng. Đức Chúa Trời đã làm gương hầu việc người khác mà không muốn được hầu việc ở nơi thấp hèn nhất. Phước lành trên trời được dành cho những ai giống Đức Chúa Trời và hết lòng hầu việc anh chị em.